Ngày 5 tháng 6, Công ty Cổ phần Than vàng Danh Vinacomin long trọng tổ chức lễ đón nhận cờ thi đua của Chính phủ và gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập mỏ than vàng Danh, nay là Công ty Cổ phần Than vàng Danh. Về dự chung vui với cán bộ, công nhân lao động công ty có các đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Công ty Than Uông Bí, Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí. Mỏ than vàng Danh, nay là Công ty Cổ phần Than vàng Danh, được thành lập năm 1964 với 3 cán bộ quản lý, 7 phòng kỹ thuật nghiệp vụ, 1 lớp đào tạo công nhân hầm lò và 1 phân xưởng vận tải. Tổng số cán bộ công nhân viên chưa đến 2.000 người. Đến nay, sau 55 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ công nhân cán bộ đã lên tới trên 5.000 người. Với tinh thần kỷ luật đồng tâm của giai cấp công nhân vùng mỏ, cán bộ công nhân viên công ty luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ chức nôi giàu truyền thống cách mạng vàng Danh, nhiều cán bộ đã trưởng thành, giữ các chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Trong 55 năm xây dựng và phát triển, công ty đã khai thác trên 60 triệu tấn than, đào mới trên 772 km đường lò, trở thành mỏ hầm lò có quy mô và sản lượng khai thác lớn nhất tập đoàn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Những năm gần đây, sản lượng khai thác của công ty đạt bình quân gần 3 triệu tấn, gấp 5 lần thiết kế ban đầu. Không chỉ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, Than vàng Danh còn thường xuyên chú trọng quan tâm chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động. Ghi nhận sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Than vàng Danh trong suốt 55 năm xây dựng và trưởng thành, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, đứng trước những thách thức không nhỏ, ngành than nói chung, Than vàng Danh nói riêng cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu lao động để mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, cơ giới hóa tối đa thay thế sức lao động, tăng cường quản trị chi phí, quản trị doanh nghiệp, tạo giá thành hợp lý, không ngừng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho công nhân. Song song với đó cần đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, tiếp tục xây dựng mối quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua do Chính phủ tặng cho cán bộ và công nhân viên Công ty Than vàng Danh. Cũng nhân dịp này, Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã tặng bức chướng cho công đoàn công ty 55 cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2019 cũng được khen thưởng.